con gái à. Con là động lực sống duy nhất của ba. Ba chỉ đi tạm thời thôi, đi một thời gian, khi nào mẹ con nguôi giận á, ba sẽ quay trở lại, ba sẽ quay trở về với con, hiểu không? À, em dùng gì để anh vô anh làm? Dạ, em nói đây không phải để uống nước, mà là đề tài em đang nghiên cứu là khảo sát cuộc sống, gia đình văn hóa. Em thấy gia đình anh được phong tặng là gia đình văn hóa, thì hôm nay em đến đây để phỏng vấn anh và chị Tiên Sa một ít câu hỏi được không ạ? Dạ được chứ. À, xin phép ít phút lên lầu tôi thay đồ chút xíu để cho nghiêm chỉnh nha. Thôi không cần đâu anh, anh cứ mặc vậy là được rồi, đối với em là được. Dạ. Em sao? À, vậy bắt rồi. Đầu hả? Mình bắt đầu nha. Có gì em hỏi anh đi. Các cô trên tổ dân phố á, khen gia đình anh á là gia đình ôn hòa, ít bạo lực. Mà em nghe đồn á là cái xóm này như là xóm sợ vợ thì phải. Dạ. Kính thưa chị phóng viên, kính thưa bạn nghe đài, anh, kính thưa anh, toàn anh, bộ khu phố. Ôi, xin tự giới thiệu. Anh cứ bình thường thôi. Anh không cần phải kính trên được thế này đi kia đâu. Anh dạ. Cứ bình thường là được rồi. Bình thường nha, hả? Mong bạn nha. Rồi, bắt đầu. À, chị à, thật sự á, gia đình tôi á nổi tiếng toàn bộ khu phố này là gia đình ôn hòa, ít bạo lực. Đó là chuẩn văn hóa luôn. Nhưng còn cái vấn đề mà sợ vợ á, cái đây cái dùng từ đó không chính xác. Thật sự là tôi chỉ lễ phép với vợ thôi, chứ đàn ông nào mà đi sợ vợ, đúng không? Mình đàn ông, mình nhường vợ, mình tôn trọng vợ, chứ không lẽ mình đi ăn thua với vợ, đúng không? Mình đàn ông giỏi, ra đường kìa, gây lộn ăn thua với đầu trâu mặt ngựa, chứ vợ mình ăn thua làm chi, đúng không? Ôi, anh đúng là đàn ông chuẩn men. Ừ, thì em hỏi anh tiếp theo nha. Ừ. Em hỏi câu đầu tiên là chị Tiên Sa có phải là mối tình đầu của anh không? Một người đẹp trai phong độ như tôi nghĩ sao mà Tiên Sa là mối tình đầu vậy? Tiên Sa chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi. Mối tình đầu của tôi đẹp lắm. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp. Anh tà áo ai bay. Anh ơi, dừng. Được rồi. Ủa, nhà anh gần đây có ai xây nhà sao vậy? À không, cái khu phố này là khu phố mới, mọi người xây sửa rất nhiều, cô đừng có quan tâm. Tiếp tục đi. Dạ, vậy em hỏi tiếp theo nha. Vậy mối tình đầu của anh á, bây giờ anh có nhớ cô ấy không? Đi thỉnh thoảng thôi. Nhớ chứ. Mối tình đầu của mình, mình chỉ quên khi mình nhắm mắt lìa khỏi cõi đời này. Hình như là đọc to hơn nữa, hình như em thấy có gì. Cái này người ta đang giọng cừ, không có vấn đề hết. Không mình sao nói không? Chuyện của mình. Rồi bắt đầu tiếp theo nha. Ừ. Vậy hai người á đã thề non hẹn biển gì chưa? Biết gì đâu thề non hẹn biển. Thì không trời. Vậy thôi, vậy hỏi tiếp luôn nè. Ừ. Anh đã hôn cô ấy chưa? Làm sao khỏi chuyện đó. Tôi kể cô nghe, không bao giờ quên nụ hôn đầu tiên mối tình đầu. Năm đó tôi vừa vào lớp lá, tôi nhớ không lầm là tôi lá 1, cổ lá 2. Giao giờ ra chơi, tôi đã len lén đặt một nụ hôn đầu đời lên trán cô ấy. Ôi, nụ hôn mới đẹp làm sao. Nhưng kết quả nụ hôn đó là tôi bị mét phụ huynh về, mẹ tôi đánh tôi quá trời. Ủa? Buồn dễ sợ luôn. Ôi, mối tình đầu của anh thì sao giống? Thôi, hình như em thấy tiếng động càng ngày càng tăng cao thì. Ừ. Tôi cũng có cảm giác hình như nó đang đến gần đó. Thôi tôi thấy vậy nè, hay là cô về đi, đưa cho tôi địa chỉ em ai, xong tôi sẽ viết toàn bộ câu chuyện mối tình của tôi gửi tới cho cô. Và cô sẽ biết mối tình đầu của tôi như thế nào và ai là người tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Chị Hiền Thục có phải là mối tình đầu của anh không? Em hỏi gì mối tình đầu á hả? Em à, đáng lý ra em là phóng viên, em phải hỏi nó phải sát nghĩa thì người ta mới dễ hiểu, người ta trả lời cho em. Ý của em á, phải làm rõ ra nha. Mối tình đầu là gì? Là người mà lần đầu tiên chúng ta có cảm tình quý mến, hay là cái người yêu đầu tiên của chúng ta? Nó phải rõ ràng vậy anh mới trả lời được. Ý em sao, em nói lại đi. Trước khi anh trả lời câu hỏi này, em nghĩ anh nên nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn cho anh đó. Em nói chuyện gì tự nhiên kêu anh nhìn xung quanh làm gì?
Vợ anh đi ra ngoài rồi, bởi vậy anh mới dám tự tin mạnh dạn ngồi đi trả lời phỏng vấn của em. Bây giờ hỏi lại một cách đàng hoàng nghiêm túc, phát nghĩa anh trả lời cho anh nè. Rồi, bắt đầu hỏi lại nha. Ừ, nói. Chị Hiền Tục có phải là mối tình đầu của anh không? Không phải. Không bao giờ được cơ hội là mối tình đầu của anh. Bởi vì sao? Mối tình đầu của anh là một người con gái dịu dàng, nết na, thùy mị, ăn nói thì ngọt ngào. Trời đất ơi, em hỏi anh chi là lòng anh nó nhớ lắm. Trời ơi, mối tình đầu của ông lãng mạn quá ha, đẹp quá ha. Ông đi theo mối tình đầu của ông luôn đi. Em ơi, bình tĩnh nghe anh giải thích, hiểu lầm mà. Không có giải thích gì hết, không cần biết, đi ra khỏi nhà nhanh lên. Tiên Sa ơi, em có thể cho anh mấy ngàn xài đỡ không? Trời, anh còn mặc giày dám xin tiền tôi nữa hả? Anh đi xin cái con mà mối tình đầu của anh kia. Ôi trời ơi, đừng anh kia. Trời ơi, trời ơi. Ba ơi, ba đi mạnh giỏi nha ba. Con có mua mấy ổ bánh mì bỏ trong giỏ cho ba rồi đó. Ba đi đường, ba nhớ ăn nha. Con gái, con là động lực sống duy nhất của ba. Ba chỉ đi tạm thời thôi. Đi một thời gian, khi nào mẹ con nguôi giận á, ba sẽ quay trở lại. Ba sẽ quay trở về với con, hiểu không? Ba yên tâm đi nha. Có gì con mà ngoại á, thông báo cho ba là ba nhớ về liền nha ba. Ba đừng có đi luôn nha. Ba không có đi luôn. À, con à, con ở nhà, con nhớ là phải chăm. Đi ra, ba đi chưa? Dạ, dạ. Phụ phàng, tôi đi đây. Không cần phải đuổi. Tôi không thèm ở cái nhà đó nữa. Tôi không ở nhà này, tôi cũng có nhà khác tôi ở, không cần phải đuổi. Anh ơi à, Tiên Sa ơi, anh về với em mà. Tiên Sa nào ở đâu ông? Tôi mà. nhìn cái mặt này chắc cũng ra đi theo diện gia đình văn hóa. Chỉ vì một phút lỡ lời mà hậu quả khôn lường. Ủa mà sao nhìn ông lành lặn quá vậy? Phải lành lặn chứ, đợt này có kinh nghiệm rồi, để cho Quýnh có hai cái rồi là chạy rồi. Ủa? Hello. Hello. Tập trung đi du lịch hả? Vui vậy? Vui. Kiểu này là đi chơi xa hết à. Em nói anh nghe, tại sao đàn ông tụi mình bây giờ chịu khổ cực quá vậy? Tôi nói thiệt á, tôi thề với mấy người đó, kiếp sau không bao giờ làm đàn ông. Xin đề, xin đề, xin đề. Dạ, em chào anh. Vì gia đình anh là gia đình văn hóa nên hôm nay em có cuộc khảo sát về cuộc sống gia đình anh á. Anh có thể cho em xin ít phút nha. Ồ, câu hỏi đầu tiên của em hỏi là mối tình đầu của anh có phải là chị Nhè không ạ? Làm gì có. Trước khi tôi quen vợ tôi á, tôi quen rất là nhiều người. Dạ tôi thấy cô tôi cũng tính quen cổ qua đường đó thôi đó. Đợi em xíu. Ủa, mấy anh đi du lịch hả? Đi cắm trại hè. Cắm trại hè vui. Trời ơi, vui vậy. Tụi tôi đi vũ hội quá trang Halloween. Kệ tôi đi. Làm gì làm đi. Thôi, em xin phép nha. Anh đúng là một người chồng tốt. Nói ít thôi, nói nhiều quá là chết đó. Thêm một con nhạn là đà nữa. Ráng ngồi đây đợi đi. Kiểu gì ông đó hồi cũng vác ba lô đi theo tụi mình à. Vậy rồi số phận ba tụi mình sẽ đi về đâu? Ai biết. Dạ, cô ơi cô, chanh muối của cô đây cô. Bé mẹ. Dạ, cô dạ. Của chị nãy giờ chưa có lâu lắm rồi nè. Dạ, mẹ ơi, một ly bơ của chị này nha mẹ. Rồi, có liền. Dạ. Cho chú thêm phần ốp la nữa con. Dạ. Nè, bưng cho khách lẹ đi con, để khách dạ. Ta chờ. Nhanh, con bé ơi, nhanh đi. Dạ, có liền.
Dạ. Chai chanh đường cho chú. Cái này không phải của chú. Đồ phải hôm nay đâu mà nhạt quá trời. Cho cô xin miếng chai đá. Dạ, chai đá, chai đá. Ủa vậy chị đi ra. Dạ, từ đâu? Từ đâu? Mong thương hả? Ừ. Tôi cho đi luôn rồi. Không bao giờ quay về đây nữa hết. Bữa nay là có hai mẹ con tôi phục vụ thôi. Mọi người muốn ăn muốn uống gì hai mẹ con tôi sẽ tiếp nha. Ờ vậy hả? Dạ, thông cảm giùm em chút xíu nha. Trời mọi người. Mọi người có đọc báo không? Anh Hùng Dũng số mình lên báo tỏ tình với vợ ông luôn nè. Đâu. Nè nè, mọi người nghe tôi đọc nè. Thực ra, phải khó khăn lắm tôi mới nhớ ra tên của cô gái được gọi là mối tình đầu. Vì chuyện đã qua rất lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ biết đến hiện thực người vợ hiện tại. Đôi lúc tôi hay làm cho cô ấy buồn vì tính ngớ ngẩn của mình. Nhưng tôi chỉ yêu mình cô ấy, vì cô ấy là vợ tôi. Chưa đâu, còn Minh Hoàng đang xót mình nữa nè. Tôi không ngần ngại nói về mối tình đầu của mình vì đó là chuyện đã quá lâu rồi. Giờ tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu mỗi mình cô ấy. Thùy Linh ơi, anh yêu em. Công nhận. Công quá lãng mạn, ông nào cũng lãng mạn hết. Thấy chồng ta phát ham, cha mộng thường nhà tôi hả? Mà lên báo đời nào nói tốt cho tôi kiểu này. Không có đâu. Chị đừng có nói vậy. Anh Mộng Thường, ảnh lên trên báo, ảnh nói hả, tỏ tình còn sến hơn hai ông hồi nãy nữa đó. Trời ơi, vậy hả? Thiệt không? Mọi người lên đây coi nè, mọi người lên đây coi cho nghe nè. Mối tình đầu không phải là vợ tôi, nhưng người mà tôi yêu suốt đời suốt kiếp lại là cô ấy. Trong cuộc đời, mỗi người ai cũng có một mối tình đầu. Nhưng mối tình cuối cùng mới là quan trọng nhất. Đó là lời nhắn nhủ tôi muốn nhắn tới người vợ yêu thương của tôi, Tiên Sa, anh yêu em. Trời ơi, anh cũng thương tuyệt vời quá hả? Sao Mộng Thường nói vậy, chị cũng xúc động hả? Hôm nay chị đang khóc quá. Gì? Chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời, sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét.